Xin chào anh chị và các bạn nha. Chiều mới vừa về một chiếc Fortuner máy xăng tự động phiên bản động cơ xăng là 2.7 anh chị. Anh chị có thể nhìn thấy trên cái clip của chiều, xe quá trời đẹp luôn chị ha. Xe đẹp lắm anh chị nha. Nè, bây giờ chiều sẽ đi dạo một vòng cái xe và chiều đi quay gần chút xíu ha cho anh chị coi cái chất xe này nha. 2016 nha, chạy 54.000 cây là thật không thể tin được luôn anh chị. Đó, biển Sài Gòn sẵn cho anh chị luôn. Nè anh chị coi nè, 2016 nha, 54.000 cây nè. Đó, thì anh chị cứ yên tâm về cái dòng máy xăng này. Cái này chỉ có chạy gia đình thôi. Đó, còn kinh doanh người ta sẽ đi máy dầu gì, còn máy xăng này đa số 100% là gia đình nha, không ai dám chạy những chiếc máy xăng này mà chạy kinh doanh đâu, đổ xăng là phải nói là nó bỏ chạy luôn á. Đó, đây nè, đó body kit còn đẹp nè, vậy thấy không nè, cản còn khít nè, đó nước sơn nè, liền lạc nè, vậy thấy không, xe còn rất là đẹp anh chị nha, đây rất là đẹp nha. Anh chị xem trên clip của chiều anh chị đã thấy rồi đó, anh chị đi đến mà coi xe thực tế á, thì đảm bảo anh chị luôn, nó y chang như cái clip luôn, không có gì thay đổi anh chị nha. Đây mâm xe nè, đó vỏ xe còn rất là dày luôn nè, 54.000 cây. Chị quay cái gầm cho anh chị coi luôn. Đó, gầm bọng này quá đẹp luôn chị thấy không? Đó, gầm bọng còn đẹp lắm anh chị nha. Đây, nước sơn nè, đó là về nè, cửa nè, cửa sau nè, về sau anh chị thấy không? Còn rất là liền lạc nha. Thôi tay nắm cửa xi mạc cà rơm bóng loáng luôn. Bóng loáng. Có ốp chén cửa sẵn cho anh chị luôn, có giá phim cách nhiệt luôn, có ốp che mưa cho anh chị luôn. Và đi vào trong nội thất nè, khách hàng người ta đã lên màn hình Android cho anh chị nè, camera hành trình cho anh chị nè. Đó, tắp lô đây. Tắp lô còn đẹp nè, dạng ghế cũng còn đẹp nè chị thấy không? Đây. Đó 54.000 cây. Xe còn rất là đẹp anh chị nha, có bọc trần ni lông cho anh chị luôn. Cần số 54.000 cây nè. Đó, vô lăng 54.000 cây nè. À, quá đẹp anh chị ha. 54.000 cây. 2016 anh chị. 2016 thì hôm nay 2023 thì tính ra là khoảng tầm 7 năm rồi. Mà 54.000 cây thì tính ra một năm người ta đi có khoảng vài ngàn cây thôi anh chị. Ha, đây, keo chỉ mọi thứ nè. Khi mà mua xe thì chị cũng đã kiểm tra hết cho anh chị rồi. Anh chị cứ yên tâm về cái chất xe nha. Đây 590 triệu thôi anh chị. Đây tắp bi cửa nè, đó, mấy cái da nè, đó nè, còn đẹp quá trời luôn. Không quay kỹ cho anh chị coi, vì cái xe 54.000 cây chị phải sẽ quay kỹ cho anh chị coi nha. Đó, để mất công anh chị lại nói xe này đi hơn 100.000 cây gì đó. Cam kết cho anh chị luôn, đồng hồ chuẩn nha, không tua đồng hồ anh chị nha, tua đồng hồ thì tặng xe nha. Đó, và đây là phía sau nè, phía sau bên phải nè, quá đẹp anh chị ha. Xe người ta đã lên đèn led cho anh chị nè, đèn led cốp nè. Đó, đó, camera hành trình cam lùi đầy đủ anh chị, đổ đèn anh chị, người ta đổ phiên bản TRD Sport máy xăng bản V, cốp này, đó, có mấy cái bộ lót sàn zin luôn chị, lót sàn zin vẫn còn luôn này, có bọc vô lăng luôn này, đó, anh chị thấy không, khách hàng người ta đi người ta rất là kỹ, ốc cốp này anh chị, đây, đó đây, keo chỉ mọi thứ nè, xe còn rất đẹp anh chị nha, còn rất là đẹp anh chị nha, đây để chị quay cái bánh xe dự phòng cho anh chị coi nè, đây bánh xe dự phòng này. À, còn rất là dày luôn, hình như là chưa sử dụng luôn anh chị, chưa sử dụng luôn. Đây nè, gầm phía sau nè. Đó, 590 triệu quá hợp lý anh chị ha. 590 triệu thôi. Chạy có 54.000 cây à, tính ra một năm người ta đi có vài ngàn cây anh chị. Một năm đi có vài ngàn cây thôi. Đó, giá này chịu còn bớt á, còn thương lượng á, anh chị có quan tâm thì chị liên hệ chịu. Anh chị cần thêm hình ảnh thông tin đó, anh chị các bạn qua Zalo. Đây nè, bên trái của xe nè anh chị thấy không? Nước sơn liền lạc anh chị thấy không? Anh chị mà xem trên cái clip của chiều á, mà xe nó đã đẹp như vậy rồi á, anh chị mà đến coi thực tế em đảm bảo anh chị thích ngay luôn. 54.000 cây anh chị. Đây, cái vô lăng còn quá trời đẹp luôn chị thấy không? Dòng này là chỉ có người ta đi gia đình thôi chị, không có ai mà chạy kinh doanh mà dòng máy xăng đâu. Máy xăng 2.7 mà không ai dám chạy kinh doanh đâu chị. Đó này nè, chị sẽ quay cái ghế tài cho anh chị coi nè. Đó, cái này có hao mòn nhẹ nè, khi mà ngồi nhiều nó sẽ ra vô nhiều nên nó dễ mòn lắm. Đó, nè. Quá trời đẹp, 54.000 cây anh chị. Quá đẹp luôn. Đây nè. Đó, tắp lô nè, tắp bi cửa nè, gì thấy không? Đó, sản xuất 2016 anh chị nha, 2016. Để chị quay cái phần động cơ cho anh chị coi nè. Đó, xe thì chị vẫn đang để nấu máy luôn chị nha. Động cơ đây. Đó, máy móc là nguyên zin nguyên bản nha, carbon cũng chưa tháo luôn nè. Đó, kêu chỉ mọi thứ nè. Đó, chị thấy không? Quá trời đẹp luôn chị thấy không? Quá đẹp. Rồi anh chị nào có quan tâm cái dòng Fortuner ha, TRD máy xăng 2.7, giá là 590 triệu, chạy 54.000 cây á, thì anh chị liên hệ chiều đến coi xe này nha. Đảm bảo anh chị đến coi anh chị thích ngay, xe nào không có chỗ nào để chê đâu. Chị đã quay hết tất cả các hạng mục chi tiết cho anh chị coi rồi đó. Chẳng hạn như là bánh xe nè, gầm xe nè, động cơ nè ha, và quay luôn cái nội thất cho anh chị coi rồi. Đó, nhìn chị thấy không? Có cái chỗ nào để chê đâu. Đến coi là chỉ có ưng là đem về thôi. Thì anh chị có thiện chí cứ đến coi đi thì chịu bớt cho. Còn anh chị nào ở xa không có thời gian chạy lên chỗ chịu thì cứ liên hệ trao đổi trực tiếp qua điện thoại với chịu ha. Được giá, chốt được giá, chị sẽ giao xe tận nhà cho anh chị luôn. Đó, mua bán uy tín anh chị cứ yên tâm. Cam kết và đảm bảo giấy tờ văn bản đàng hoàng cho anh chị là xe không tai nạn, không ngập nước, không bung đảo động cơ, máy móc nguyên zin,
Và anh chị lưu ý nha, nhớ một điều là chịu cam kết cho anh chị là số km chuẩn nha, không tô đồng hồ anh chị nha. Đó, ghi vô giấy tờ văn bản cho anh chị đàng hoàng. Rồi, 590 triệu thôi anh chị nha. 590 triệu, 54.000 cây 2016 anh chị nha. Máy xăng phiên bản TRD.